Hí anh em, tôi đã trở lại ok đây rồi. Nhưng mà thật sự là cái sự trở lại này là một sự trở lại để substitution thôi. Vì Caster Minh Hopper của chúng ta là sau khi cắt xong map đầu tiên là hơi bị có vấn đề về bụng dạ một chút. Nhờ tôi vào thay cho mấy phút đầu. Và không biết rằng bây giờ thì Caster Tiết của mình có thể chuyển sang cái màn màn đây 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 hai được không? đây 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 Đấy, rồi. ấy Được rồi, sao ưng luôn. có được luôn, Vừa nãy là cái ông này lóng ngá lóng ngóng bấm nhầm cày thật. khung, bấm nhầm khung. Bây giờ phải xin lỗi tất cả các bạn khán giả đi, xin lỗi 36 bạn đang xem đi. Đâu, bây giờ là 3.601.000 viewer đang xem cái buổi cast này của chúng ta. Chứng tỏ là ngày hôm nay fan Na'Vi rất đông và họ không phải vào hàng ở map thiếu đầu tiên nữa. Rõ ràng bây giờ là em đang thấy nhá, mình đang bước đi trong một cái chiều nắng và mặt trời chói lọi rõ vào đầu, bây giờ quen đường về hang rồi. Ánh sáng tâm lý nó phải chói qua tim à? Đúng, 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 đúng. Và map thiếu thứ hai thì sẽ là map thiếu đầu núc. Và em nghĩ sao về Bích đi, em nghĩ sao về Bích đi? Thì đây là map pick của họ, chắc chắn là họ sẽ tự tin rồi. Ok. Tuy nhiên thì vì map pick nên họ sẽ phải bắn bên phía T Đi side trà trước. trước. Và thống kê của SL đưa ra đấy là phần trăm thắng của pick ở bên T side là 7%. 7% chiến thắng bên với T 7%, rõ chính là ràng thôi. 7% đấy. Đây đây đây, anh có nghiên cứu qua rồi. Lúc mà Minh Upper gọi nhắn tin cho anh là bạn ơi, tôi đau bụng quá, bạn vào thay người hộ tôi một chút. Ok, thế là anh cũng có vào nghiên cứu HLTV một tí. Là phần trăm chiến thắng bên T của Big tại sao lại thấp đến như thế? Thì chỉ là do thắng được những cái lợi thế đầu tiên thôi. Còn về sau là thôi toàn bị trôi. À, những Hiểu chưa? Hiểu chưa? những lợi thế đầu tiên Chính à? xác, chính xác, chính C xác. có một con số cụ thể đấy là thắng người ta thắng khoảng 5-6 round đầu tiên đúng không? À, được đấy, được Đúng đấy. rồi. Được, 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 Thế được. là em nhận xét là Big sẽ với cái phần trăm thắng thấp như thế thì sẽ thua ở map này. Thua 2-0 luôn cho Hai Na'Vi. không luôn, cũng hay đấy, cũng hay, cũng hay đấy. Bởi vì nếu mà đã thua ở bên T-side mà hơi sâu sâu, để cho Na'Vi lên được khoảng 10 round thi đấu bên CT side chẳng hạn, Nó gọi là thậm chí êm ấm 11 luôn. round. Mà chúng ta đều biết Na'Vi là một đội bắn T side phải nói là cực kỳ điên cuồng luôn. Map nào cũng vậy luôn. Đúng vậy. Đấm tay rồi em ơi. Đấm tay ơi, Đấm đấm tay tay, bắt ơi, đầu vào màn và hình game bây giờ rồi. bắt đầu có vào màn hình in game nha anh em nhá. Nuke Map now, the thiếu đơn second map in this big Na'Vi matchup that we've all been waiting for. And while Những Na'Vi người 1-0 bắn up in the series right now, all the pressure. Những người bắn C side trước sẽ là Na'Vi và những người bắn T side sẽ là Big. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Big họ đang lên rất nhiều đồ. Bây giờ với những lượng đồ như này thì hoàn toàn có thể làm một tình huống set bài outside hoặc là sẽ là một tình huống ném bài bom xe. Kito là người fake ở cục RAM. Đây là một bài fake chắc chắn là như vậy rồi. Một smoke heaven được ném ra. Đây là quả lửa mái nhà hát. Và bây giờ thì Perfecto làm sao đây? Perfecto đã bắn. Bắn không để chết được người. Nhưng có sự cover đến từ Electronic. Đó là mạng dành cho Perfecto. Người từ khu cửa cũng đang muốn tràn ra. Táp xe một mạng nhưng Simpo vẫn đang thi đồng đội. Nào Simpo với cuộc xây dựng 75 hạ không đi Kito. Bùm bích bắt đi Sartanet. Và đó là mạng thứ hai dành cho Simpo. Sison vào đây bốn máu làm gì? Và đó là cái đầu dành cho Simpo. Rapisto đã thuộc về Na'Vi rồi, bắn CZ75 quá kinh đến từ quái vật Ukraine. Kinh quá, bắn thế này thì thở làm sao được hả mấy ông xe tăng Đức ơi. Ngày hôm trước ở đội tuyển quốc gia thì Bích cũng đã hòa với đội tuyển Tây Ban Nha một đều. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay thì đội tuyển Nga đến từ Navtut Vincer sẽ giành chiến thắng luôn. Đội tuyển này là đội tuyển Ukraine, À, Ukraine, có nhầm 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 nhầm. Shevchenko các thứ Đúng rồi, đấy. Shevchenko, Linh Dương, Đông Âu. Và bây giờ chúng ta Đấy. cùng xem nào. Round thứ tiếp theo thì bên phía của team Bích đang fog buy luôn. À không, đây là một round thứ full buy luôn với những khẩu lục và rất nhiều bom mìn. Set bài di chuyển outside rộng nhưng đây sẽ là một tình huống di chuyển từ outside vào A thôi. Vâng, Na'Vi thì chúng ta đều biết là họ thua rất nhiều round thi đấu vô duyên. Và liệu đây có phải là một round thi đấu thua nữa hay không đây? Nhưng Perfecto bắn tốt, Perfecto có double kill rồi. Thay đạn là hơi đen, Tap Sen lấy được mạng Boomix. Simple với khẩu AUG lấy được cái mạng Zatarret rồi. Electric có rồi, đó là cái mạng tiếp theo. Và Simple có double kill, xong rồi. Khổ quá, 3-0 rồi cho bên phía team Na'Vi. Chắc chắn sẽ là như thế thôi. Round sau thì làm gì full bài được đâu. Đây sẽ là round thi đấu eco trắng mà thôi. Chính xác rồi. Để xem nào, Na'Vi ở map thi đấu trước họ cũng dẫn trước 3-0. Rồi họ bị comeback thành 3 đều. Nhưng mà rồi Nhưng sao rồi nữa? họ lại thắng lên đó là khoảng À, 8-3. thế là gọi là Đấy. có đi có lại mới toại lòng Có nhau đi có đấy. lại. Không rằng bây giờ biết giờ thì bây giờ team Big sẽ làm gì với những khẩu súng lục đây. Sison là người bắn ốp. Mọi người đều biết điều đó. Và bây giờ thì anh chàng Sison đang phải eco trắng hoàn toàn. Một quả nết vào giữa người Tapsen khiến cho anh chàng còn 13 máu.
Simple ngày hôm nay đang bay nên bắn khẩu AUG. Tôi nghĩ rằng sẽ có mạng thứ 6 rồi. Nào, Tam Sen có mạng dành cho Electronic. Simple có 7 mạng luôn, cho gọi cẩn thận. Bắn mới có 2 round, đây là round thứ 3 mà Simple có cho mình đấy là 7 cái frag rồi. ADR gần 2 lốp luôn. Kinh quá. Kinh quá, bắn thế này thì thở làm sao được. Như thế này phải buông bình oxy. Mạng thứ 8 dành cho vị trí Simple rồi. Flamey sẽ bắt được con bò lạc ở vị trí ram này thôi. Flamey ơi, Tizian đang đẩy vào đây này. Lắc ra chạy luôn, đúng rồi, chuẩn chuẩn chuẩn. 3-0, và bây giờ Simple đó là quá. Ôi, không, đây là Perfecto. Ông Perfecto này ác thật sự đấy. 3-0 cho bên phía team Na'Vi. Và bây giờ thì bên team Big sẽ có Bounty full buy đầy đủ. Sison là người có off rồi, một khẩu off không giáp nha. Caster TM ơi, hơi khó nha. Với cái lượng bom mìn như thế này, để có thể công vào bom sai ở map núc này là không hề dễ dàng chút nào cả. Đúng rồi, anh em trên kênh chat, nếu như anh em nào đang cổ vũ cho Na'Vi thì có để lại cho chúng tôi một phím một được không ạ? Tôi đang muốn nhìn thấy những cánh tay của anh em fan Na'Vi. Và thậm chí là các bạn bấm phím 2, chúng tôi vẫn coi đó là phím 1 luôn. Chuẩn rồi, bây giờ thì Sam Taref đang có một khẩu AK và muốn kê đẩy. Nhưng mà Simple vừa hạ được Sison, có vẻ như đó thì cũng bắn từ khu mini vào luôn. Sison vừa rồi muốn mở cửa vàng ra để first pick nhưng không thành công, Simple không cho. Hơi khó dành cho thành viên Big rồi, họ lại mất người từ sớm ở những khoảng tham minh đầu tiên thế này. Còn Quái và Simple đang bóp nghẹt tất cả những cái khoảng di chuyển và những cái khoảng có thể nói là thở dành cho thành viên của Big. Đúng rồi. Bây giờ thì Táp Sen được cài xuống khu lâu trùn, khu hầm B, nhưng mà đã có sự xuất hiện của Boomix đây rồi. Nhìn những cái tình huống di chuyển này của Boomix, tôi lại nhớ đến cái giải thi đấu mà Na'Vi vô địch, đó là IM Katowice. Mạng thứ hai dành cho Electronic rồi. Đó là tình huống pop flat tốt đến từ Flamey. Quả flat điệu đàn này thì làm sao cả hai người đều mù đến từ Electronic. Nhưng bây giờ thì đối phương pop quả flat bù hơn. Rồi xong rồi, Electronic đã bị hạ gục, nhưng đây là tình huống 4v3. Không sao cả, Táp Sen hạ gục đi Electronic. Thì ở trong bom xe vẫn còn 3 người nha. Vị trí yếu lắm rồi. Nhưng Perfecto đang có một người quá đẹp. Hơi khó cho Big. Một người yếu máu nhưng có lẽ đó vẫn là những cái lợi thế dành cho Na'Vi. Perfecto có double kill. Táp Sen cũng như vậy. Nhưng bây giờ thì 2v1 với cái lượng số ống như thế này thì hoàn toàn có thể làm được đến từ Na'Vi. Bây giờ tôi bảo này, 2-1 không chột thì cũng què khi mà Simple đẩy vào. Táp Sen biết điều đó, nhưng đây là con quái vật Simple. 4-0 và 11-0. Nói gì đi anh em ơi, nói gì đi. Lác rồi. Bốn không dành cho bên phía team Na'Vi. Hiện giờ thì các thành viên bên phía team Big chỉ là một round thi đấu half time rồi. Chiến thuật Hero AK đang được sử dụng đến từ bên phía team Big, nhưng mà Electronic đã nghe thấy tiếng của Santaret rồi, nhưng đó là một tiếng không thể phản xạ kịp. Bây giờ thì Santaret sẽ làm gì đây? Lại muốn đánh bom xe à? Ừ, Simple nhìn thấy người ngoài outside, nhưng Simple bắn yếu được Santaret. Fullmix đổi một, Simple nên đuổi đi một vị trí khác. Nhưng bom xe à đang gặp khó nha khi bị bao vây. Fullmix di chuyển là khéo quá, hạ gục được luôn Santaret rồi. Muốn đánh về bề, ừ, Perfecto đã bị hạ gục. Nhưng đây bây giờ đưa bom lên à cũng sẽ là một thượng sách nè. Fullmix hạ gục tiền được vị trí Táp Sen. Kito bị hạ gục luôn rồi. Sison thổi sóng 5-0 người bên phía team Na'Vi. Na'Vi bắn mix. Bắn như thế này đang là cái phong độ đỉnh cao của Na'Vi rồi. Dễ quá rồi. Tham ao luôn đến từ Big. Và Simple. Trong lúc tham ao thì chắc hẳn các bạn khán giả đang cảm thấy rất sôi động đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Và xin cảm ơn Caster Bubsy đã hỗ trợ trong thời gian tôi bị hớt bụng. Uầy. ADR của Simple là 190. Bomb Mix cố gắng lắm rồi. Và đây sẽ là round thi đấu tiếp theo. Đúng là 7%. 7% ở bên phía T-Side. Con số đang nói lên đúng thực trạng mà Big họ đang phải đối mặt. Mà đây lại còn là map pick của họ nữa. Chẳng lẽ là họ lại không làm gì đi. Đây là round thi đấu full buy rồi. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Một round thi đấu full buy. Tôi đang cảm thấy khó thở hộ các thành viên Big. 5-0. Để tôi thở hộ Big cho. Bây giờ là Big phải thở phào ra một cái.
thì may ra họ mới thay đổi được những cái khó khăn mà họ đang gặp phải trong cái trận thi đấu này. Bom mìn là nhiều nha. Bom mìn là vẫn có thể đủ để có thể bắn ở trong cái round thi đấu này. Seeson có off và khẩu off của Seeson sẽ phải làm rất nhiều thứ ở trong cái round thi đấu này thì mới có thể kéo lại được những cái lợi thế dành cho Big. Sống áp thiếu đờ núc một quả, smoke có thể là hơi lỗi. Không, đó là quả smoke chủ yếu để counter lại Big, nhưng Big họ không sợ. Và quả smoke cũng hơi sâu. Bây giờ thì Táp Sen xuống được với khu vực chân Secret rồi thì cũng chỉ còn lại 8 HP thôi. Và vị trí của Bombix đang là người kê lại. Rõ ràng là Bombix sẽ chỉ đưa về góc nhà thôi. Bombix có đầu của Táp Sen, yếu máu rồi nhưng vẫn cứ là đầu cho cẩn thận. Bắn thế này thì chắc chắn là các thành viên của Big họ không còn cửa nào để mà dãy dụa trong round thi đấu này nữa đâu. Khó quá, Bombix đang tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ. Hãy cùng xem là vị trí của Bombix nhảy trách thấy rồi. Rất bình tĩnh và quay trở về phục phóng thay đồ. Sùi sùi. Nhưng là một tiếng fake, fake tiếng mở cửa, cường skill tới từ Bombix. Vâng, hết sát đi Kito. Seeson đổi được mạng của Bombix hay không đây? Chip một kill, ui không được rồi. Nhưng TCN là người bay tờ trong bao xe và trên nóc nhà H thì vẫn còn đó là một thành viên của bên phía team Na'Vi. Đây rồi, Santares nhá vào, nhìn được đó là Perfecto nhưng mà bắn tới skill. TCN đặt tầm tốt nhưng góc cạnh ven này rất khó chơi và đó là 9-0. Không phải, nhầm. 6-0 dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Tôi bị ngược số. Vâng, 6-0 dành cho các thành viên ở bên phía team Na'Vi rồi. Và big round thi đấu tiếp theo sẽ làm round thi đấu half buy hay là full buy luôn đây. Một pha spoil trước đến từ Caster Big Popper chắc. hơi nhầm tí. 9-0. Tôi nghe là tôi đang thấy hơi mừng. Và nhìn lại thì nó mới chỉ là số 6 thôi. Và vừa rồi là một round thi đấu thua, phải nói là rất tai hại đến từ các thành viên team Big. Bây giờ thì họ không còn tiền nữa rồi. Round full buy có thể nói là gần như sẽ là một round full buy cuối cùng trước khi họ vào cái chuỗi lót bonus. Bích ơi, các anh hãy biện minh lại cho em đi. Em vừa nhầm Na'Vi 9-0 ấy, các anh biện minh hộ em phát. Nào, 1-6 cho Bích nào. Cần lắm những sự hỗ trợ tới từ Bích. Đây vẫn là round thi đấu full buy được. Và Seeson giữ lại được cho mình khẩu họp trong round thi đấu trước. Và rất may là các thành viên còn lại của bên phía team Bích có một cái lót bonus nó mắc rồi. Thì họ vẫn lên được cho mình full những khẩu AK. Electronic chờ những quả flash của đồng đội để ra check outside. Nhưng góc đứng này là không thể phát hiện ra được. Và bò chay luôn ạ. À, đây rồi. Smoke ném ra chỉ là một quả duy nhất. Bằng quả Secret, Electronic quay mặt đúng khoảng tâm mình. Mà vị trí của Táp Sen và TGN xuống. Bây giờ thì bom sai về. Simple lại là một mạng Seeson rồi. Khẩu ọ của Seeson không bắt được Simple thì đó sẽ là rất khó. Liệu rằng có phải là tỷ số 7-0 hay không đây? Nào, bây giờ thì Big sẽ chứng minh là Minh Popper sai. Hay là Minh Popper từ ngày mai đi cắt sẽ đổi tên thành Trần Minh đây. Vâng, góc đục và Simple bây giờ thì vẫn chưa được qua mồm. Bình thường là góc đục này là phải chuẩn chứ nhở? Đặt tâm vào người rồi mà. Vâng, bắt đầu tràn vào tay A. Hơi bị lươn lẹo đấy nhá. Như vậy thì đây là double kill cho Simple. Nào, triple kill cho Simple rồi. Ôi rồi ôi, lại còn là qua ra kill. 7-0 rồi cho Na'Vi, hủy diệt trong map thi đấu thứ hai. 7-0 rồi. Và có vẻ như là các thành viên team Big bây giờ họ đang ngồi trên đống lửa rồi. Na'Vi đang bắn rất bay và rất thoải mái mà thôi. Liệu có phải là 16-0 không nhỉ? Liệu có thành 16-0 thật không nhỉ? Cá nhân tôi nghĩ rằng map này Big sẽ thắng. 16-14. Căng thẳng thế cơ à? Chuẩn rồi. Hôm trước Nip 9-1 đúng không? Rồi cũng. Đó. Không cái gì có thể nói trước được cả. Mới là 7-0 thôi. Bao giờ mà lên khoảng 11-0 thì chúng ta mới bắt đầu lo lắng về trận đấu này. 15-0 thì hẳn lo. Who's your daddy? Đó là câu nói mà các bạn fan hâm mộ của Simple hay thường sử dụng. Và bây giờ thì lại đang được dùng rồi. Còn who's is Sugar Baby? Đây rồi. Một quả lửa chặn lại. Đây là round thi đấu hát bài và tôi tin rằng là với khả năng phán đoán của mình, 7-1 dành cho bên phía team Big trong round thi đấu này.
để xem liệu có phải là một round thi đấu half by chiến thắng không. Đây, khi mà Flamme thì anh ta làm đôi rồi. Simple đổi một, Flamme làm bốn. Chắc chắn là đoán sai chứ còn sao nữa. 8-0 rồi, sắp thành một cái lời tiên tri chính xác đến từ mình Popper. Caster mình Popper của chúng ta ngày hôm nay mồm rất điều. Và tôi nghĩ rằng round thi đấu này nhưng sẽ là round thi đấu đầu tiên từ bên phía Team Big thôi. Cái mồm hư, cái mồm hư, cái mồm hư. 8-0 rồi, bây giờ bên phía Team Big họ sẽ làm gì đây? Trong chính map pick của mình thì họ sẽ bị lạc ư? Hãy cùng xem nào, đây là round thi đấu full buy của bên phía Team Navi và cả Big nữa. Bây giờ thì bên phía Team Big họ đang muốn tiếp tục xếp bài ở khu vực Along rồi. Với những tình huống kê vết smoke như này thì không ném Along hơi phí. Nhưng bây giờ thì Electronic lại xin flash để đi ra rồi. Một quả smoke ở Along của Big nữa ở đâu đấy kìa. Ồ đây rồi, quả smoke bay hơi chậm một chút. Có lẽ nào là đến 1, 2, 3 nhưng mà rơi mất đi nhịp số 2. Boomix đang di chuyển ở khu tunnel và đây sẽ là một góc mà vị trí Boomix có thể nhảy trách thành công. Đó, tôi vừa nói xong, Boomix nhảy luôn. Có vẻ như mọi hiệu lệnh của Boomix đang là nghe lời tôi. Liệu rằng có phải là nghe lời Caster Bucky hay không? Nhưng Big ơi, cứu em đi mà Big ơi. Và đó là Simple hạ gục Nikito. Tizian, Tapsen, Season và Santares. Em có một niềm tin rằng các anh sẽ có thể là một trong những vị luật sư giỏi nhất của khu vực CIS để biện minh lại cho những bằng chứng mà Caster Mewper đã lươn lẹo trong những round thi đấu đầu tiên. Caster Mewper là sói. Bây giờ thì Team Big họ đang xuống B, 25 giây này thì không thể lên A nữa rồi. Bắt buộc sẽ phải xuống B mà thôi. Những chàng bom xe B, Flamme và một người nữa đang có những vị trí đứng rất đẹp. Trốn kín trong tàu bom như thế này là sẽ là tuyệt vời đến từ vị trí Boomix này. Lăn ra, một mạng đấy Boomix rồi. Flamme hòa cùng đi Tam Sen. Tizian cố gắng đổi mạng nhưng thôi, trò chơi kết thúc và nước bắt của Season thì bắt đầu tuôn rơi rồi. 9-0 dành cho bên phía team Na'Vi. Và cái mồm của Caster Mingper hư thật sự. Đó là tôi nói về những người luật sư của CIS, không phải là Team Big. Bởi vì Big thì phải là những luật sư ở khu vực Europe, Germany cơ. Germany. 9-0 rồi. Thôi mai bạn đi cát, bạn đừng để tên Minh Popper nữa nhá. Bạn okay. Đổi thành tiên tri Trần Minh. Ok bạn. Minh nhá. Trần. Đấy. Tôi thấy hợp lý hơn. Bạn đoán phát chuẩn luôn mà. Và thậm chí là bây giờ sẽ là 10-0 cho Na'Vi luôn khi mà ở round thi đấu này các thành viên của Big chỉ có những khẩu Deagle và những khẩu P250 mà thôi. Một mình khẩu ốp của Sison tôi nghĩ là không làm được gì đâu. Vâng. Bắt đầu cảm thấy khó thở trong chính map pick của mình đến từ đội hình của Big. Đây là một round thi đấu chỉ là half bài thôi. 10-0 là có cơ sở dành cho Na'Vi. Bắn mất khách quá đến từ Simple và các đồng đội. Ui rồi, Electronic một pha spray transfer quá tuyệt vời. Kito và Tapsen phải nằm xuống rồi. Một mình Tizian cùng với đó là Santares. Tôi nghĩ là không có cửa nào đâu. Bắn yếu Flamme một chút nhưng mà thế thì lộ vị trí rồi. Muốn tràn xuống khu vực bom side B từ khu vực Ram hay không đây? Simple có một góc kê chéo là khá đẹp nhá. Flash trắng. Vâng, Simple bắn thăm mình nhưng có lẽ là chậm hơn khoảng 0,5 giây nữa thôi thì có lẽ là Simple sẽ có một mạng. Bây giờ thì bên phía của team Na'Vi họ sẽ phải đép side B. Những khẩu lục như thế này không là một trở ngại với Flamme đâu. Một mạng cho Flamme và Elex chính xác hơn lại là Electronic ăn hai mạng ạ. Round này Electronic làm 4. Và liệu có cắt được cái chuỗi thắng quá dài của Na'Vi đến từ team Big không đây? Khi mà đây sẽ là round thì nó full buy của họ. Tôi Đặng Trần Tuấn Minh, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1997. Tôi đến từ vũ trụ... Vũ trụ số 5 đi. Không, số 6 là đẹp hơn. Của 500 Bros Studio. Tôi tin, round thi đấu này Big làm được. Đập tay bên phải, bạn có tin nữa không? Tôi tin bạn và tao xem vào mặt đi Electronic. Và bây giờ thì một round thắng đầu tiên cho Big. Nói luôn cho nhanh. Có lẽ sẽ là như thế. Có lẽ sẽ là như thế khi mà Big bây giờ thì họ hơn người rồi. Lượng đồ là có. Flamme phát hiện ra vị trí mà các thành viên Big muốn trả xuống với Secret hay chăng?
khu vực outside bây giờ thì đã thuộc quyền kiểm soát của các thành viên bên phía Big rồi. Boomix thì đang giữ lại cho mình, đó là khu vực Secret. Rõ ràng là các thành viên của bên phía team Big họ đang quay ngược trở về để có thể di chuyển vào được khu vực lobby. Và Season, hãy cùng xem nào, chờ đợi những người đồng đội của mình bò vào sâu hơn. Có vẻ như Fake A đánh B rồi. Một quả lửa Heaven ép đối phương xuống, dồn hết vào bom sai. Nhưng đây là một tình huống đứng 3 bom sai A và bom sai B. Nhưng khoan đã, bị Santanet lại bắt được bom Mitch. Các thành viên của bên phía team Na'Vi đưa tình huống là 3v5. Season lộ tiếng đẩy ra xuống ven luôn. Thời gian là còn, nhưng bom sai B đã bắt đầu vào rồi. Bây giờ thì Santanet double pick từ. Đó là cái mặt dành cho Santanet. Perfecto và Simple, hai đầu năm trong tình huống này và tỷ số sẽ là 1-10 cho bên phía team Big thôi. Còn lại một mình Perfecto trong tình huống 1v4. Không thể cố gắng clutch được đâu, nhưng mà Perfecto vẫn làm được Santanet. Hãy cùng xem nào. Và đó là chiến thắng đầu tiên dành cho bên phía team Big ở bên phía T-side. Cộng 1 rồi. Cộng 1 dành cho Big rồi. Và liệu họ có thể kéo được cái lượt first half này về tỷ số đó là 5-10 hay không đây? Tôi tin là round thi đấu này Na'Vi giành chiến thắng với tỷ số 11-1. Bạn có tin tôi không? Đập tay với người bên phải và nói tôi tin bạn. Mục tiêu trong trận thi đấu này của Big đó là kiếm được thêm một round thắng nữa. Hãy cùng xem nào, khi mà các thành viên của bên phía team Big họ đã ép đội hình của team Na'Vi bớt một chút về lượng kinh tế rồi. Tiền thì vẫn còn là rất nhiều. Và bên phía team Na'Vi, round thi đấu này họ đang giữ một đội hình là khá ổn. Đứng ở trong gara kê lại về cửa mini, đó là cái tên Electronic. Nhưng hãy cùng xem nào, Big có thể đem về chiến thắng thứ hai dành cho mình hay không? Bắt đầu trả đồ và tràn bom xe A rồi. Electronic bắn đến mạng Kito nhưng Santanet có double kill. Nhưng Tamsen, trời ơi, Tamsen deny đi cái mạng của Santanet rồi. Đáng tiếc quá, và Perfecto là người bắn tốt hơn, lấy được cái mạng của Tizian. 2v3, Na'Vi bây giờ thì lại đang có lợi thế hơn người. Vâng, đây rồi, chiến thắng thứ 11 đúng như những gì mà tôi đã nói đến dành cho các thành viên ở bên phía team Na'Vi đang đến rất gần. Văn Minh, đây là nhà tiên tri Văn Minh. Ôi, bắn trượt à. 11-1 dành cho bên phía của team Big. Bây giờ tôi đoán tiếp luôn, tôi đoán thay Minh Popper luôn. Okay. Là hơi khó ở trong round đấu tiếp theo dành cho các thành viên của team Big. 12-1. Bạn tin 12-1 à? Tôi cũng tin thế. Đoán chậm lại đi, đoán chậm lại đi. Bạn nhìn đây này, tôi phân tích cho bạn xem. Round đấu này, Na'Vi còn rất nhiều tiền. Na'Vi là một trong những tổ chức rất thương người. Bởi vì Big yếu tiền rồi, nên round tháng này sẽ dành cho Big. Lòng thương người chắc ẩn đã giấu sâu trong những tâm hồn của các thành viên về phía team Na'Vi. Nhưng mà Simple thì vừa bắn chết Tapsen rồi, và Kito với Tizian thì yếu máu. Cửa nào dành cho Big đây? Yếu máu, yếu người hơn thế này thì không thắng được đâu. Tôi đoán luôn là 12-1 cho Na'Vi. Bây giờ thì Kito đang móc lên và Kito bỏ người. Đã có info của hai player rồi. Giờ thì vị trí của Kito rất bình tĩnh, có thể muốn bỏ ra bắt Simple trước, nhưng mà Simple leo lên trên. Simple yếu máu và Simple nằm xuống. Giờ thì các thành viên của bên phía team Na'Vi đưa về tình huống là 3-4 rồi. Electronic có làm được gì hay không đây? Đau, ui rồi ôi. Trận thi đấu này chuyện gì đang xảy ra vậy? Na'Vi đúng là những nhà hảo tâm rồi. Tôi không ngờ là các idol của tôi lại có thể có cái lòng trắc ẩn nó to lớn đến như vậy. Cộng 2 danh dự cho Big chăng? 11-2 dành cho bên phía của team Big. Tôi vẫn thấy là cái cửa để có thể kéo lại cái trận thi đấu này là đang rất là mịt mù dành cho Big. Mở cửa ra Perfecto có một mạng nhưng vẫn là 1v3. Thì không có cửa cho Perfecto. Perfecto ơi, chạy đi của ngay hoàn hảo ơi. Nhưng mà có người chặn lại vị trí của Perfecto rồi, đó là Tizian. Đấu súng double pick, ui rồi ôi, Satret đâm xuống rồi. Tizian đổi được mạng Perfecto, bắt được hơi ít súng ở thành viên bên phía Big nhưng không sao cả. 2-1, 2-11 dành cho bên phía của team Big rồi đúng không?
sau khi mà các bạn đã đi từ thiện về rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ lại phải cố gắng để quyên góp. Chưa? Tôi nghĩ là các bạn là bắt đầu phải 100,000 để lại có tiền đi quyên góp tiếp. Chính xác là như vậy, và đấy, tôi nói như vậy thôi là bạn cũng hiểu như nào rồi. Đó sẽ là 10-22 dành cho Na'Vi. Và round thi đấu sau là một round thi đấu yếu tiền thì Na'Vi lại đi từ thiện. Lại đi từ thiện à? Đúng rồi. Cũng đúng. Khi mà Big họ yếu súng và họ đang rất cần những ram thắng thì ôi trời, chưa nói hết câu thì Flamey bắn chết Tizian rồi. Simple với không đi goal này làm mấy đây? Simple 1-1. Simple chỉ đổi được một mạng mà thôi. Táp xe đã không đi Simple. Bây giờ sẽ là một tình huống 4v3 hơn người dành cho Na'Vi, và Táp xe chỉ còn 16 HP mà thôi. Vâng, chắc chắn là các thành viên của bên phía team Na'Vi, chúng ta phải cực kỳ tập trung vào trong những round thi đấu như thế này. Vâng, đây rồi. Tỷ số là 12-2 dành cho bên phía của team Big. À, xin lỗi các bạn, là 12-2 dành cho bên phía của team Na'Vi hay không? Thì đây là tình huống 2 đấu 3. Vâng, bên phía của team Big, họ đang cố gắng di chuyển vào khu bom site B. Vâng, cơ hội dành cho Big là hơi ít ở trong round thi đấu này, khi mà bây giờ thì họ thua về người và họ cũng không còn một quả bom nào trên người nữa rồi. Trong khi đó Electronic vẫn còn một quả lửa, một quả flash nha. Lượng đồ là còn đủ để chặn được các thành viên của Big. Yếu mau đến từ Season rồi, nhưng Electronic thì đã phải nằm. Perfecto hạ của Season và Perfecto có double kill. 12-2 dành cho Na'Vi. Đó, sau khi mà 100,000 và quyên góp xong rồi thì lại quay trở lại với quá trình đi từ thiện. Lại đi từ thiện tiếp. Thế thì lại là... nói ngay từ những phút giây đầu tiên của round thi đấu này rồi mà. 100,000 là có vốn. 100,000 xong rồi kẹt ngân, xong rồi đi từ thiện là gì nhỉ? Tôi chưa học đến từ đấy ở trong tiếng Thái Lan. Thế thì để tôi tự chế vậy. Thong leng. Thong leng đúng không? 100,000, 100,000, kẹt ngân, thong leng, kẹt ngân, thong leng. Vâng, vậy là theo dự đoán của Custom Popper thì sẽ là đao thắng dành cho Big. Nhưng Electric thì đổi được bạn Sataret rồi. Tạp sèn hạ gục đi Electronic và cân bằng lợi thế về người cho cả hai team. Simple đây mà Perfecto cũng chỉ còn cho mình đó là 22 HP mà thôi. Bomic hạ gục đi Tạp sèn. Na'Vi họ hơn người thật đấy, nhưng lượng máu thì họ đua rồi. Như đây là tôi sai rồi bạn ạ. Na'Vi có vẻ như họ muốn tiếp tục kẹp ngân tiếp. Lợi thế đang là 3v4 khi mà các thành viên của bên phía team Big họ tạm thời chiếm bom site B và đặt bom thành công rồi. Nhưng như vậy để đặt bom thì chưa nói trước được điều gì nha. Ôi, sao mình tới được bom Mage? Hỏng rồi, như vậy thì tôi đã sai lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi sai trong cái round thi đấu này. Perfecto lộ vị trí rồi, ui rồi ôi, lại còn một tình huống nhấp nhá của một ven thế này. Tizian sẽ dễ dàng lấy được cái mạng này thôi, thậm chí là cầm dao chim luôn cũng được. Nhưng mà rất cẩn thận đến từ Tizian. Một mạng cho Tizian, bây giờ thì 2v3. Bumic lấy được cái mạng của Tizian rồi. Và đây sẽ là một tình huống mà Season phải làm tốt, phải clutch thì mới thắng được với cái round thắng thứ 3. Mà Season có làm được hay không? Đây 6 HP mà thắng được thì tôi nói thật là không nói được điều gì nữa dành cho Na'Vi đâu. Nhưng32 dành cho bên phía của team Bumic. Và tôi tưởng rằng round thi đấu vừa rồi không có một chút hy vọng nào dành cho bên phía của team Na'Vi nữa cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hãy nói gì đi, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong phút giây để đứng lượt thi đấu Second Half. Take off.
Đó là ba thành viên của Navi thi đấu online cùng với nhau, và ngày hôm nay Simple cùng với Electronic, có lẽ là Simple về bận để có thể chuẩn bị công việc gì đó và có thể sửa chiếc voucher của mình. Còn Electronic thì các bạn cũng thấy rồi, ngồi trông con thôi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với lượt thi đấu tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai. Và Navi ở bên phía T-side họ được đánh giá cao hơn rất nhiều đúng không, Caster Tít cho mình? 12-3. Đây vẫn chưa. Nếu mà ở riêng cái map nút này nhá, tôi vẫn chưa thấy đây là một tỷ số an toàn dành cho T-side đâu. Map thi đấu này thì cũng là map thi đấu mà nút mạnh hơn đúng không? Và đây là một tuồng bắt tay 4 ram chỉ vào bắn nhau thôi. C4 rơi rồi, Santaret bắn quá kinh với P2000. Ây, ôi không hay được rồi. Nhưng đây là Simple với hai mặt. Simple cũng rất bay nha. Và Simple quay ngược trở lại để check kỹ càng hơn nhưng lộ ra rồi, và đó là round thắng thứ tư dành cho bên phía của team Big. Hơi đen cho Santaret. Số là 42. Hơi đen cho Santaret là lại bị Simple bắn thẳng vào mồm. Chứ không thì là có một cái A, chúng ta sẽ có một cái niềm tin lớn hơn rất nhiều vào Big. Đang có khoảng cách, bạn nghĩ rằng là Simple cùng với những người đồng đội có bài không? Tôi nghĩ là sẽ bài luôn đấy. Sẽ bài luôn. Nếu như Navi không bài bạn ạ, bắn chuẩn chỉ. Như vậy thì quyết tâm bắn chuẩn chỉ rồi. Là trái hát rồi. Thế nhưng thì mà tôi nghĩ là 5-12 dành cho Big. Cái này thì tôi nghĩ nhìn vào diễn biến của trận đấu anh em nhá. Vâng, chứ không phải là tôi buột miệng nữa đâu. Và giờ thì bên phía của team Navi họ đang tăng lên rất đông người của outside long và Sison có những triple kill rồi. Quad ra kill và ấy nào, hốt eco. Vâng, đây rồi, Simple nhưng mà lại không có ace dành cho vị trí của Sison. 5-12 thuộc về đội của bên phía team Big. Hai lần ăn 4 mà lại không có A đến từ các thành viên của Vic, đen quá. Và bây giờ thì sẽ là một round thi đấu full bye. Trận thi đấu này Navi thắng 16-13. À không, nhầm, Big thắng 16-13, tôi nói từ đầu rồi. Thậm chí là Big thắng 16-14 cho nó căng thẳng. Máy của Perfecto có vẻ ra gặp lỗi và đang nhờ kỹ thuật viên. À không, đấy là đặt lại webcam bạn ạ, đặt lại webcam. Ôi, dùng cam bằng iPhone X luôn bạn ạ. Máy đúng này là để không bị ảnh hưởng đến cái đường truyền của máy thì là đặt webcam bằng điện thoại luôn. Nên thế, không nên ảnh hưởng đến máy thi đấu. Và hơi tốn pin nữa nha, tôi cắm thử rồi tôi biết. Và bây giờ thì key round đến từ đội của bên phía team Navi. Bây giờ thì Big, nếu như họ thắng trong round thi đấu này thì Navi sẽ có thể để cho Big lên với con số 7. Cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Đây là một round thi đấu full buy dành cho Navi, và nếu họ thua thì họ sẽ không còn tiền nữa. 6-12 hay là 13-5 đây? Với cái lượng bom mìn như thế này thì sẽ hơi khó cho Navi. Nhưng Simple thì đã bắn một phát vào lưng của đồng đội mình rồi. Simple cũng chỉ còn 37 HP mà thôi. Electric Perfecto mỗi người chỉ còn đó là hơn nửa máu một chút. Tapsen bị spam rồi. Tapsen còn 47 HP. Sủi về rất nhanh đến từ Tapsen. Bom vẫn đang được nhấp nhá ở khu vực bom site A. Sẽ làm gì đến từ các thành viên của Navi đây? Thời gian chỉ còn 45 giây nữa thôi.
Big sang bên phía City Side thì sẽ dễ thở hơn rất nhiều, giống với cả các thành viên ở bên phía team Na'Vi. Round thi đấu này nếu như Na'Vi thắng thì cơ hội để kết thúc trận thi đấu này sẽ nhanh hơn. Vâng, Flamey bắt đầu vào rồi, Season có vẻ như đang bị lửa đốt. Và giờ thì ta vào cụ bóng xe A. Check up cũng tốt đến từ vị trí của Perfecto và cả bom mix nữa, nhưng mà Flamey và Elix cho đích đổi 2. Trong bom sai, Season kết thúc đi simple Flamey, nhưng đổi mạng ngay tới từ Kito. Và tình huống đưa về đó chính là 1v2 dành cho bên phía của team Big. Electronic đây rồi, và Kito. Đó là round thắng thứ 6 dành cho bên phía của team Big, 6-12. Với lượng tiền này thì có lẽ là Na'Vi họ sẽ fork buy thôi. Không biết là họ có fork buy không, chứ tôi nghĩ là eco thôi, họ đang chơi chuẩn chỉ mà. Khả năng là eco trắng luôn. À đây rồi, đây là cam của iPhone X, nét nét thật sự. X hay là 11 Pro Max ấy? Ừ, biết đâu là X. Tôi lúc nãy tôi nhìn là thấy giống 11 Pro Max hơn và à eco rồi. Eco đứng ra biểu Na'Vi. Eco là điều dễ hiểu thôi. Vậy cùng xem nào. Bên phía của team Big, họ sẽ đoán được lượng tiền của đối phương Eco vào thi đấu này thôi. Bây giờ Big mà thua Eco thì không được cười. Bắn chậm lại rồi. Ui, Electronic headshot thành công đến vị trí của Tapsen. Kito lại đi vào tâm của Electronic. Ừ, Electronic đang nhá. Đó là cái đầu thứ hai. Như vậy những khẩu lục đang lên tiếng rồi. Và giờ thì Season đổi một bảng bom Big. Bắn lôi skill tới từ Tizian. Vâng, chiến thắng thứ 13 dành cho bên phía của team Na'Vi. Bây giờ thì bộ đôi Season và Santarez có lẽ nên xếp súng luôn. Tôi nghĩ là cái tỷ lệ mà để có thể retake được quả bom này sẽ là 30% thôi nha. Xếp súng rồi. Thắng Eco đến từ đội của bên phía team Na'Vi. Và team Big họ đang bắt đầu cảm thấy tâm lý rồi nha. Vâng, thi nhau tấu hài đến từ các thành viên của team Big và Natus Vincere. Ở cái map thi đấu trước thì các thành viên Na'Vi họ thua 2 round fork buy liên tiếp. Đến bây giờ thì sang map thi đấu The Nook, Big họ thua Eco. Nhưng mà sau round này thì liệu bạn nghĩ là Na'Vi họ có đi làm từ thiện không? Đây là một round đi làm từ thiện của Big nhá. Chắc chắn là như thế luôn. Tôi nghĩ rằng 7-13 rồi cho Big. Tôi muốn một trận thi đấu nó căng hơn và cá nhân tôi nghĩ rằng là Big thì họ cũng cần phải giành chiến thắng cho map Big của mình để khẳng định rằng là mình là một trong những team bắn vẫn đang là rất mạnh trong một vài ngày họ được đứng trên top 1 hay là TV. Và thật sự thì họ không được phép thua map này nữa, vì nếu như họ thua thì sẽ là 2-0 dành cho Na'Vi luôn. Đúng rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Na'Vi ở ngày hôm nay họ đang có một cái gọi là cái phong độ, điểm rơi phong độ của họ tốt quá. Bích có vẻ như là đang bị bóp nghẹt rồi. Bạn có biết vì sao Na'Vi trải một cái tấm đấy không? Tấm gì? Tấm ở dưới chân ghế á. Ờ, tôi cũng chưa biết đâu. Hay là để chỡ đỡ chân ghế à? Không, thì kiểu có khách đến chơi ấy. Là ở dưới đấy nó sẽ có chữ từng người một, tên từng người một. Đấy, để giới thiệu không? Đây, chỗ này là Flamey ngồi này. Chỗ này là Bomix ngồi, chỗ này Perfecto ngồi này. Góc kia là của Simple này. Góc bên cạnh là Electronic này. Đấy, còn lại là để cho ghế nó tuần chân tuần tuột hơn tí thôi. Ok. Đỡ bị hỏng mặt sàn. Tính mặt sàn kiểu dát bằng gỗ hít mà, hiểu không? Tính toán rất chuyên nghiệp đến từ các tổ chức eSports. Và bây giờ thì sẽ là 13-7 hay là 14-6 dành cho Big đây? Hơi căng thẳng nha. Hơi căng khi mà lượng súng ống ở bên phía Big là yếu hơn một chút khi họ phải bắn đến 2 khẩu pha mát từ khu vực ram xe. Season thì vẫn có cho mình đó là khẩu ốp. Và lượng bom mìn như thế này tôi nghĩ là vẫn đủ để có thể defend được. Đây là một round thi đấu yếu tiền của Big nha. Nếu như Na'Vi thắng được round thi đấu này thì hoàn toàn có cơ sở để giúp họ lên một cái match boy. Hãy cùng chờ đợi xem liệu có match boy dành cho bên phía của team Na'Vi trong round thi đấu tiếp theo hay không. Set bài rất đầy đủ, che kín đi khu vực cửa mini. Và Big với tình huống set bài này, họ có bị lay động trong suy nghĩ của mình và về với khu vực bom sái B không? Tôi nghĩ là không rồi, bởi không vì về đâu. Đứng ở đây. Không về đâu. Bây giờ là sẽ là một tình huống nếu tràn bom xe A sẽ là tình huống bắn nhau 5v5. Vâng, vừa rồi thì Flamey đã lộ cánh tay và cả Tizian cũng nhìn được.
bắt đầu có khoảng thăm mình lên từ Secret và Santaret kết thúc Electronic rồi. Vào cung bom tay à, nhưng quả flash khiến cho các thành viên ở bên phía team Na'Vi họ bị nhóe màn hình. Tizian và Tapsen làm ba người của bên phía team Na'Vi. Như vậy thì chiến thắng thứ 7 có lẽ sẽ đến với Big trong round thi đấu này khi chỉ còn lại một mình cái tên Perfecto. Bây giờ Perfecto đổi một yếu máu và đó là Santaret. 7-13 thuộc về bên phía của team Big. Và round thi đấu tiếp theo, Na'Vi hơi yếu tiền với vị trí của Perfecto cũng như là Bombage. Vẫn chắc chắn sẽ là một round full buy nữa thôi. Perfecto có lẽ là anh ta sẽ phải cho mình là một khẩu Famat hay thậm chí là một khẩu SMG nếu như muốn lên full buy. Nhưng T-Side làm gì có Famat bạn? À ừ, bắn khẩu Galin. Tôi nhầm. Tôi bị lịu rồi. Tôi bị nhầm rồi. Đây là fan của Na'Vi chắc chắn rồi. Tactical timeout luôn. Simple, bắn đến 21 frag. Kinh quá. Bắn thế này thì rõ ràng là mấy ông tay to ở bên Big là phải gọi Simple bằng Daddy hết rồi. Trận này thì Tizian và Kito vẫn chưa được chơi game nhiều. 6-2-16, 7-1-15 và Simple thì đang gánh kèo với 21 chết 8 lần. Đây sẽ là key round của bên phía team Na'Vi. Round đấu mà Bombage lại sử dụng Tech 9. Không còn là Electronic dùng Tech 9 nữa. Bây giờ thì hãy cùng xem nào khi mà đã nhảy check thấy Season yếu máu. Bên phía của Na'Vi họ đã tăng xuống được Secret rồi. Round thi đấu yếu tiền của cả hai team nha. Quan trọng là bây giờ đội hình của bên phía team Na'Vi họ có làm được gì hay không. Perfecto bắt buộc phải đi vào lửa vì vừa rồi một quả flash rất trắng. Đánh cược hoàn toàn. Một smoke được ném ra và bây giờ thì Tapsen về để bắn vào góc đứng ở cửa ven. Một smoke chặn lại và Na'Vi họ sẽ phải chậm lại mà thôi. Rồi. Về lượng máu thì các thành viên của Natus VC họ đang hơn một chút. Và họ có nhiều bom mìn hơn so với các thành viên của Big. Và sẽ công bom sai nào đây? Họ đang muốn công một bom sai B rồi. Ba người đã xuống được khu vực này rồi. Vẫn có hai người giữ bom sai B dành cho Big. Đó là vị trí của Santaret cùng với đó là Tapsen. Hai player này chỉ có những quả flash mà thôi. Sẽ rất khó defend nha. Bây giờ thì phải nhờ đến những tình huống bắn tay to thôi. Santaret né được flash. Sau đó là Santaret hạ gục đi Perfecto. Nhưng bây giờ thì Season Santaret yếu máu. Có lẽ phải nhờ lại ba thành viên của bên phía team Big thì may ra Na'Vi họ mới thua round thi đấu này. Bây giờ thì Simple đã vào được phòng điều khiển rồi. Cửa vàng cũng đã có người rồi. Cả cửa đơn và cửa đôi ở khu bom sai B. Và vẫn có một người bài thời trên bom sai A nữa. Những Electronic bắn lỗi skill. Vâng, giờ thì rất trắng rồi. Seesaw đổi thẳng bom Big. Flamey bắt được Kito. 9 giây còn lại, thời gian không đủ nữa rồi. Và tỷ số sẽ là 8-13 dành cho Big. Round thi đấu sau, bên phía của team Na'Vi sẽ đối mặt với một round thi đấu tôi nghĩ rằng là full buy luôn. Với cái lượng tiền này thì tôi nghĩ là họ vẫn sẽ mua thôi. Tôi nghĩ là vẫn mua. Mua đấy. Vâng, đang comeback rất mạnh mẽ đến từ Big ở bên phía CD Side. Họ thắng liền một mạch cho mình, đó là 5 round thi đấu rồi. Từ một tỷ số 12-3 đúng không? 12-3 và đối phương thắng 1. Như vậy thì tỷ số đang là 5-1 dành cho Big ở bên phía lượt thi đấu Second Half. Và thậm chí là với cái lượng súng ít ỏi như thế này, tôi nghĩ là Na'Vi họ sẽ thua nốt cái round thi đấu này thôi. Nhưng Flamey spam qua quả smoke tốt quá, lấy được cái mạng Kito rồi. Hơn người từ những giây phút sớm dành cho Na'Vi và họ có chuyển hóa được cái lợi thế này thành một round thắng hay không đây? Đây là một round thi đấu gần như là Frostbite. Và lượng loss bonus của bên phía team Na'Vi đang nhiều nên họ mua như thế này cũng là dễ hiểu thôi. Round thi đấu này, Big chủ động bắn cương skill với Season hạ gục thành công đi Bombage. Vâng, tiếng được tạo ra ở khu vực Ram B rồi. Santaret đang là người solo B và bắt buộc phải lùi lại trong tình huống mà đội hình của bên phía team Na'Vi họ đã ép ra. Nhặt được AK đến từ Electronic. Tôi nghĩ là Tapsen bắt được Flamey rồi. Lợi thế dành cho bên phía của team Big. Rất nhiều tình huống bắn lỗi skill đến từ các thành viên của Na'Vi ở trong cái lượt second half này. Và Na'Vi họ vẫn đang chơi với đúng cách chơi của họ. Đó là đánh chậm. Đánh chậm. Nhưng có vẻ như là Big họ
đã nắm rõ được cái lối di chuyển này của Na'Vi và họ có những cái tình huống đẩy rất trí. Và những cái tình huống di chuyển của Na'Vi chắc chắn là không thể nào gây bất ngờ cho họ rồi. Và Big có mà Perfecto, Satanet hạ cũng đi simple rồi. Electronic trừ 99 thì làm được gì ở cái round thi đấu này đây? Chắc chắn sẽ là round thứ 9 cho Big rồi. Và cái mạch comeback của họ vẫn chưa dừng lại đâu. Khi mà round thi đấu tiếp theo, Na'Vi sẽ yếu tiền. Không thể trách được các thành viên của Na'Vi ở bên phía T-side. Khi mà cả hai team bắn nhau đều tay to. Và City-side là cái lợi thế ở trong Matthew Nook này. Rất khó để đánh vào map thi đấu Nook. Khi mà đã đang đánh chậm như này rồi thì tôi nghĩ nếu như mà Na'Vi họ muốn thắng ấy, họ phải chuyển cái nhịp độ sang một cái tình thế đánh nhanh. Họ phải đánh nhanh thì họ mới gây được bất ngờ cho đối thủ. Round thi đấu thứ 23. Liên tục là những tình huống đẩy tốt từ các thành viên của Big. Và round thắng thứ 9 đã đến với họ rồi. Round thi đấu thứ 23. Và liệu có là round thắng thứ 10 cho Big hay không đây? Khi mà key round nhá. Đây là key round. Đây là key round dành cho Na'Vi. Vẫn có thể bay được nhưng mà lượng bom mìn thì không có quá nhiều. Round thi đấu sau, nếu như mà đội hình của bên phía team Big thắng thì lượng kinh tế của họ sẽ ổn hơn rất nhiều. Còn với Na'Vi, họ đối mặt với một round thi đấu yếu tiền nhưng với lượng tiền loss bonus được cộng thêm, tôi nghĩ rằng với một round đấu hard buy là vẫn có thể. Và chúng ta không thể nào đánh giá thấp những cái khẩu súng lục hay là những khẩu SMG trong tay của Na'Vi được, vì vừa ngay lượt first half thôi họ đã có một round thắng eco mà. Chưa thể nói trước được điều gì. Và round thi đấu này cũng vậy, vẫn có 4 khẩu AK nhưng lượng bom mình trừ Electronic là không hề có. Simple thì cũng hết bom rồi. Trong khi đó thì lượng bom mìn của Big vẫn đang rất dồi dào. Và Tap Sen lấy được cái bảng Electronic từ đầu, từ những cái khoảng tham binh đầu tiên muốn đánh vào bom sai của các thành viên Na'Vi. Hơn người dành cho Big và có lẽ là họ sẽ chuyển hóa được cái lợi thế này thành round thắng thứ 10 thôi. Son là người bắn trượt. Và giờ thì vẫn có một smoke che đi không phòng thay đồ nên Perfecto vẫn có thể tiếp cận được với khu vực Heaven. Hãy cùng xem nào. Đã phủ pick, Flamey đã bị giật mình. Nhưng lượng đam của hai khẩu súng trả ra thì bao giờ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bom Mage hạ gục đi Kito trong cú ngu loà. Bây giờ thì Season kết thúc simple. Bom Mage headshot thành công đi Santaret. Thời gian không còn nhiều nữa. 7 giây còn lại chỉ còn lại Perfecto thôi. Và đó là 10-13 dành cho bên phía của Team Mage. Round thi đấu tiếp theo sẽ là round thi đấu hard buy của Na'Vi. Tính ra thì đang là tỷ số 7-1 ở bên phía lượt second half. Đúng vậy. Bắn cũng có khác gì cách mà Na'Vi bắn ở bên phía City đâu. Na'Vi bây giờ đang không có một khoảng di chuyển nào ở trong cái mắt thi đấu đờ núc này cả. Mọi cái góc muốn đánh vào của họ đều bị Big bắt bài hết rồi. Khó quá, khó thở quá rồi. Bắt đầu có vẻ như tâm lý đến từ bên phía của team Na'Vi. Nhưng hãy cùng chờ đợi xem. Rớt bom sai A nhanh. Đang từ một cái nhịp độ đánh chậm, họ muốn đổi sang tình huống đánh nhanh rồi. Nhưng bây giờ Kito là người cắt mục tiêu. Tiếp tục là một đầu nữa cho Kito và đó là Tizian. 11-13 dành cho Big rồi. Một trận thi đấu từ 10-0 và đó đã quay ngược trở lại là 11-13. Nào hãy phải vực lại được cái tinh thần của mình đi các chàng trai Na'Vi ơi. Không thể nào cứ bắn T sai là bạc nhược như thế này được. Na'Vi có để thua trong map đấu thứ hai này hay không đây? Team nào pick map nào giành chiến thắng ở map thi đấu đó? Cũng hợp lý mà. Vâng, tràn vào cục bom sai rồi. Tap xem kết thúc đến bom mình. Tizian là cục thành công đến bom Victor. Và tình huống đưa về là 2 VS. Chính xác là 3 VS 4. 3 đều rồi nhưng simple. Anh ấy đổi được mạng của Tap xem và Flamey nằm xuống. Tiếp tục sẽ là tình huống cân bằng người. Simple Esos Santaret. Còn lại một mình Season thôi. Và Season 1 đấu 1. Simple và Season. Một Opper đang sử dụng AK.
Còn vị trí của Season bỏ vào đây thì Simple có đoán ra được hay không? Đây là một quả bom đặt ngoài. Simple đứng góc này và góc đứng của Simple hỏng rồi. 12-13 dành cho bên phía của Team Big. Tại sao Simple lại đứng ở góc đó? Vâng, tại sao không phải là một tình huống giạt ra hẳn mini đi đúng không? Vâng, một góc đứng phải nói là rất sâu đến từ Simple. Vâng, Simple vừa rồi phải check lại đúng không? Rất nhiều góc để phải check đến từ Simple. Vì thật sự là có thể là sẽ vòng vào khu vực cửa vàng đến từ vị trí của Season. Và góc đấy thì cũng là một góc khá là xấu. Thật ra cái ý đồ của Simple là muốn bò ra nhìn lại, check lại cửa vàng để xem clear hay chưa. Mà vừa rồi thì Simple có vẻ như là hơi bị phân vân với cái góc đứng của mình. Bây giờ thì các thành viên của bên phía Team Big, Season là người hạ gục đi Electronic rồi. Tôi ngửi thấy một mùi không thơm. Nếu như 13 đều. Nếu như là 13 đều thì khả năng là Big họ lại còn dẫn trước Na'Vi cơ. Thậm chí là tôi còn đang cảm thấy là Big sẽ thắng luôn cái map thi đấu núp này. Vâng. Hãy cùng xem là đội hình của bên phía Team Na'Vi họ sẽ có thể kết thúc trận thi đấu của chúng ta được hay không, hay sẽ phải nhớ đến map thi đấu thứ 3 đây. Mặc dù Na'Vi họ đã dẫn đến như vậy rồi, nhưng mà để thua trong map thi đấu thứ 2 này sẽ là quá uổng phí. Đấy, người ta gọi là cầm vàng rồi còn để vàng rơi. Tôi nói từ đầu là 16-13 đúng không? Nói từ đầu là 16-14. Na'Vi không thắng được round thi đấu này sẽ là rất vất vả nha. Cần một sức mạnh tới từ Flamey, Perfecto và Simple. Lửa ép vị trí của Season về. Season muốn cương lửa một lúc và đây là một quyết định hợp lý. Vì dẫu sao đội hình của bên phía Team Big họ vẫn đang có lợi thế về người. Dưới khúc bom sai bể, Santares đang solo và đã có sự hỗ trợ của một người đồng đội ở khu vực control room. 3 bề rồi nha. Bây giờ thì các thành viên của bên phía Team Na'Vi bắt đầu tăng vào từ cả hai hướng. Hãy cùng xem nào. Vào đây rồi, Flamie sau đi tam sen. Santares hạ gục thành công đi Simple 1-3. 13 đều dành cho bên phía của Team Big. Comeback một lèo ở lượt thi đấu second half. Big họ đang làm được một điều gần như là không thể rồi. Vâng, biến điều không thể thành có thể. Và ở round thi đấu này, lượng trang bị của Big cũng sẽ là vượt trội hơn các thành viên của Na'Vi rất nhiều. Quá rồi. Và tôi không nghĩ là Big họ sẽ để rơi cái map thi đấu này vào tay của các thành viên Na'Vi đâu, khi mà họ đã mất quá nhiều công sức để comeback như thế này. Vâng, sau lượt first half thì tôi đã gáy rất nhiều và múa quạt rất nhiều trong phòng cát rồi, nhưng bây giờ thì có lẽ là tôi lại phải đi về nơi quen thuộc thôi. Big City Boy. Còn Na'Vi, Cave Clan rất vất vả ở trong map thi đấu này. Bên phía tỷ sai hát bài rồi, chấp nhận đánh cược trong round thi đấu này rồi. Na'Vi thua thì họ vẫn còn cơ hội để gỡ hòa với tỷ số là 14 đều nha. Bắt đầu là những tình huống di chuyển ở khu vực outside A-long và cả ở trong khu vực lobby nữa. Nhưng mà đội hình của bên phía Team Big, cái lượng xuống ống của họ đang là nhiều quá. Đi qua smoke luôn rồi. Kito hạ gục Bombing. Đắp xe đổi 1 tiếp Perfecto kết thúc TGM. Và Kito có cho mình bằng Perfecto. Đắp một kill Kito. Tổng cộng đã là triple kill rồi và Simple là người shut down. Nhưng 1v3 thì làm sao mà có hy vọng để cho Simple có thể xử lý trong tình huống này. Simple liệu rằng tài năng trẻ năm nay 23 tuổi tới từ Ukraine có thể làm được gì hay không? Hồi xưa thì hai anh em chơi với nhau là cũng hay bắn CS lắm. Bây giờ một thằng đi làm cutter, một thằng đi làm pro player. Và round thắng thứ 14 dành cho Na'Vi rồi. À, dành cho Big rồi, tôi xin lỗi. Khó. Khó quá rồi. Khó cho bạn tôi rồi. Tôi nhìn thấy Simple và nhìn thấy tỷ số 14-13 này, tôi lại nhớ đến một cái video mà đã được edit qua tiếng Việt Nam mà Simple hát. Clip đấy là Simple còn mặc áo vest và đứng trên sân khấu hát cùng một bạn nữ em gái. Trời đất,
dung hòa, vạn vật sinh sôi. Và thôi, bây giờ thì không hát nữa. Có vẻ như là Big họ sẽ lôi Na'Vi sang map thiếu thứ 3. Chắc chắn. Nếu như họ thua cái key round này. Thật sự là nếu mà để thua trong cái map thiếu đờ lúc này, tôi sẽ không biết nói gì về Na'Vi nữa. Nhưng mà tôi đã dự đoán tỷ số là 16-14 dành cho Big rồi đúng không? Khả năng là Na'Vi vẫn có thể thắng được round thiếu này nha. Và tiền của Big thì vẫn còn trong round thiếu tiếp theo. Nhưng có lẽ là tôi cũng xin thay mặt cho anh em Lạng Sơn Family, rồi tới tất cả anh em viewer Na'Vi. Na'Vi đã có lợi thế rồi. Và hãy cùng xem nào, round đầu thứ 14 có dành cho hay không. Bây giờ thì bên phía của team Big, Tap Sen đã ra thì Electronic thì yêu máu. Chờ đợi lợi thế hơn người này, Na'Vi liệu họ có chất chiêu được hay không? Vâng, hơn người từ những cái khoản tham binh sớm này, những Electronic thì cũng chỉ còn là một thương binh với 12 HP mà thôi. Season với khẩu ốp này đang kê lại khu vực outside. Và để xem sẽ đối mặt với ai ở đây đây. Season bắn tốt hơn Perfecto. Perfecto phải nằm những simple. Bây giờ thì anh ta mới lên tiếng và thẳng vào cái mồm Season. 4v3 và cơ hội dành cho Na'Vi vẫn còn. Lợi thế hơn người đang thuộc về các thành viên của bên phía team Na'Vi. Họ cần phải làm được một điều gì đó khi mà đối phương đã rất gần cái match point rồi. Simple bắn lỗi. Như vậy thì đội hình của bên phía team Na'Vi, Electric đang rất yêu máu và Bombix còn bị hạ gục như thế này. Flamey ơi! Đây rồi, Electronic vào đắp Bombix, nhưng Kito đưa về tình huống 1v2. Bom đang rơi, Flamey lại phải bò lên. Và đó là match point dành cho Big. Comeback một lèo ở bên phía CDC. Tính ra là 12-1 cho Big, đúng không? Đúng rồi. Không có khác gì là Na'Vi đâu. Round thi đấu tiếp theo sẽ là một round thi đấu cực kỳ cháy máy dành cho bên phía của team Na'Vi. Họ không còn cơ hội để mà có thể mắc sai lầm nữa rồi. Thua luôn round thi đấu tiếp theo thì sẽ là một đều dành cho Big và sẽ phải bắn map thi đấu thứ 3. Và Na'Vi có vẻ bây giờ họ đang gặp phải một cái gánh nặng về tâm lý khi bị comeback một lèo quá mạnh mẽ đến từ thành viên Big. Big bắn rất đều tay. Người đang có phong độ có vẻ như là hơi kém bên phía Big là Tizian. Với chỉ 11 frag thôi nhưng có những round thi đấu mà Tizian tỏa sáng rất nhiều. Đó cũng là những cái lợi thế dành cho Big. Còn bên phía Na'Vi thì không có một ai bắn dưới 15 frag cả. Bumix phải bắn cho mình đó là khẩu UMP rồi. Thậm chí Flamey phải bắn đó là khẩu Deagle lên full bomb. Không có khẩu súng to nào cơ. Và liệu có thể là round thắng thứ 14 để kéo lại những hy vọng hay không đây? Những khẩu súng không quá nhiều đàm nhưng sẽ phải hy vọng vào Electronic và Perfecto. Simple là một cổng Tali. Bây giờ thì Santaret, Electronic và mặt Santaret rồi. Tiếp tục là tap xe điều máu Simple. Vâng, lợi thế đang là lớn dành cho các thành viên ở bên phía Na'Vi. Nhưng mà Tizian bắt được Flamey, nhưng rõ sao với cái tên Flamey thì có vẻ như Tizian yêu máu. Season đã hạ gục đi Bombix rồi. Rồi thì Electronic kết thúc đi Season. Bây giờ Tap Sen đổi mạng và tình huống đưa về là 2-3. Nhưng lượng máu của bên phía team Big không còn nhiều nữa. Simple đã có một đầu dành cho vị trí của mình. Giờ thì Perfecto và Simple 2v2. Đang hy vọng rất nhiều vào khẩu họng của Simple và Kito. Một đấu ai, mọi thứ quay ngược trở lại cho Na'Vi rồi. Và 14-15 dành cho Na'Vi. Simple được cầm khẩu họng thì có khác gì là thả xích cho quái vật đâu. Bắn quá ghê đến từ top 2 HLTV. Và tỷ số bây giờ là 14-15. Có cơ hội để kéo vào OT rồi. Đấu rất căng thẳng. Quá căng. Trận thi đấu này là một trận thi đấu được đánh giá là 3 sao ở trên LTV. Nhưng tôi nghĩ rằng với cái tình thế này có lẽ nên vote lên rating là 5 sao đi. Tiếp tục là Season lên tiếng, nhưng Electronic đổi cho mình cái bảng của Season thành công.
4 đâu 4 và lượng bom của bên phía Big không có, hit không có. Na'Vi chỉ cần đặt được bom thôi. Chỉ cần đặt bom thôi. Cơ hội thắng của họ là sẽ rất cao trong cái round thi đấu này. Chỉ còn đó là hai quả smoke nữa thôi, nhưng Perfecto đã hạ gục đi được Táp Sen rồi. Lượng đồ của Big bây giờ gần như là không còn nữa. Kito lại còn phải bắn cho mình đó là một khẩu hoa cải XM1014 cơ. Flamey có bắt được thêm ai không đây? Tizian thì đang có một tình huống đó là muốn đi mini và móc ra khu vực outside rồi. Nhưng ở khu vực outside A-Long thì vẫn có người nhà trả ra một quả smoke để che đi tầm nhìn của các thành viên phía Na'Vi. Perfecto và cùng đó là Flamey vẫn đang giữ lại khu vực này rất chắc chắn. Có muốn đánh vào bom side B hay không đây? Đây rồi, muốn đi xuống khu vực Secret rồi. Ở dưới vực bom side B đang có vị trí của Santaret giữ lại. Santaret chỉ còn cho mình đó là một quả nết mà thôi. Và cơ hội dành cho Santaret ở trong tình huống đấu súng này là không có quá nhiều. Perfecto và Simple vào B. Như vậy thì Overtime đang đến rất gần rồi. Và tình huống 3-3. Nhưng may quá, quả lửa của Perfecto đủ đam để đốt đi Santaret. Và như vậy thì cái dự đoán của tôi có vẻ như sẽ không chính xác đâu. Na'Vi đã đặt được bom và lợi thế dành cho Na'Vi. Big họ đang muốn retake quả bom này. Chắc chắn là phải retake rồi chứ không phải là đang nữa. Đây là thi đấu cuối cùng của hai lượt đấu. TCN sẽ Simple và tình huống đấu này là 1v2. Kito và Perfecto hack não nhau. Vâng, lửa ép vị trí của Perfecto ra. Nhưng bây giờ thì Perfecto đi đâu Kito không đoán được. Và chiến thắng sẽ dành cho các thành viên của Na'Vi. 14-15. Vâng, bọn Mick đã phải thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ là những người lên mạch, chính xác hơn họ là những người dẫn rất sâu. Và rồi trận thi đấu này lại vào overtime. 15 đều rồi và bắn rất hay đến từ các thành viên Na'Vi ở những round đấu cuối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong một vài phút trước khi đến với loạt overtime vô cùng căng thẳng. Scared to use it. The truth is, you're useless. What? I'm ruthless. Yeah, I've proved this.
Keep capping, I'ma leave you toothless. What? You're so dumb to choose this. Yeah. And gone all sad. I make it work. I'm in my bag. That's every purse on my back. Is that your girl? She got it. She make it twerk. And why you mad? I got her first. You say you rap. You got a verse. I said. Na'Vi đã đưa trận thi đấu của chúng ta về overtime. Thì hãy cùng xem nào, liệu rằng Na'Vi có thể kết thúc trận thi đấu này luôn hay không. Các thành viên của bên phía team Big, họ đang rất quyết tâm để có thể đưa trận đấu sang map thi đấu thứ 3 khi mà họ comeback một lèo. Và giờ thì bên phía của Na'Vi, họ đang chuyển sang một lối bắn đánh dồn đối phương về tâm lý ở vùng offside. Na'Vi muốn đẩy nhịp độ nhanh nhưng chỉ là một tình huống fake mà thôi. Muốn thắng thì có lẽ là phải bắn với cái nhịp độ nhanh hơn rất nhiều so với cái nhịp độ mà họ hay bắn để gây ra bất ngờ cho thằng bên team Big. Đây là một tình huống bắn tốt của Electronic Season. Big trượt vào cơ hội của mình rồi. Hơn người dành cho thành viên của Na'Vi và cơ hội để họ có được round thắng thứ 16 là đang rất rõ ràng. Giải thi đấu này của chúng ta là một giải thi đấu xuyên suốt tháng. Và tất cả những trận đấu của EU sẽ được cover bởi 500 Bros. Và nếu như anh em nào mà chưa subscribe hãy bỏ ra một vài giây nha và quay trở lại với tình huống này. Khi mà Perfecto sẽ đối mặt với hai thành viên của bên phía team Big. Perfecto làm hai. Vâng, lợi thế quá lớn dành cho bên phía của team Na'Vi rồi. Và Big đang muốn ép lên Big ơi. Và đó là Simple. Simple cay lắm rồi. Vâng, Simple cay lắm rồi. Và đó là 16-15 dành cho bên phía của team Na'Vi. Dẫn chúng tôi 15-13 xong để chúng tôi comeback thì mấy ông chỉ có gọi là không còn cửa mà thắng nữa đâu. 16-15 cho Na'Vi. Simple có bật một quái vật lên hay không đây? Nhưng bạn có nhìn thấy tình huống sấy của Simple không? Hình như vừa rồi có tình huống sấy xác bạn ạ. Không phải sấy xác mà là Simple kiểu cay quá ấy. Đẩy ấy, xong rồi Simple kiểu giữ chuột cho hết bộ băng đạn luôn. Cay quá lắm. Cay quá rồi. Round thi đấu thứ 2 của lượt overtime đầu tiên. Và tỷ số hiện tại đang là 16-15 dành cho Na'Vi. Nhưng Electronic thì yếu máu rồi. Na'Vi muốn thắng thì chỉ cần dẫn trước lượt đấu overtime này thôi. Mà dẫn trước 3-0 thì lại là quá mãn nhãn luôn. Bây giờ thì Perfecto là người headshot thành công đi Kito. Tự nhiên lượt overtime này Perfecto bắn tốt thật sự. Đây sẽ là tình huống 3 đấu 5. 3 đấu 5. Và cơ hội dành cho Big là không có quá nhiều đâu. Nhưng Season hạ không đi được Flammy với khẩu ốp của mình rồi. 4v3 và bây giờ thì là 3v3 khi mà Satret có được cái bộ Perfecto. Nhưng Satret thì cũng bị Simple hạ gục rồi. Boomix còn cho mình 37 HP và Electronic vẫn còn 3 HP từ đầu game đến bây giờ. Hơi khó cho Na'Vi khi mà Season đã hạ được một người dưới bom sai B. Đó là Boomix rồi. Season có cho mình triple kill trong map thi đấu này. Và tôi nghĩ là sẽ là 16 đều dành cho Big mà thôi. 16 đều dành cho Big. Lượt thi đấu OT vẫn đang rất căng thẳng. Nhưng mà đây là Simple. Tizian đã đổi mạng rất nhanh. Đây sẽ là lợi thế dành cho team nào lead trước. À không, chính xác hơn là nếu như lợi thế dành cho Na'Vi 17 thì có lẽ là trận thi đấu này dành cho Na'Vi luôn. Còn Big mà lên 17 rồi thì khả năng là Big phải bắn cực kỳ tốt ở bên phía T-side. Chắc chắn là như vậy rồi. Fan của Na'Vi đang cầu nguyện. Ô, ông kia treo nguyên quả cờ Fnatic. Fnatic luôn. Hay là cứ ủng hộ cho mấy đội tuyển áo vàng nhỉ. Electronic thì đi qua quả lửa và chỉ còn 37 HP mà thôi. Spam và Smoke hy vọng sẽ bắt đi được một mạng nào đó. Nhưng không thể. Không phải được sau quả Smoke nhưng Boomix hạ cũng đi mạng của Tapsen. Electronic có cái mạng của Season rồi. Khó thở quá. Perfecto lấy được mạng của Tizian. Và tôi nghĩ đây sẽ là một round thắng dành cho Na'Vi khi mà Kito cũng nằm rồi. Santaret Clutch 1v5. Tôi nghĩ đây là một việc không tưởng. Tỷ số sẽ là 17-16 dành cho bên phía team Na'Vi ở trong lượt thi đấu first half overtime. Hãy cùng xem nào. Na'Vi dẫn trước thì Big sang phía T-side có lẽ sẽ là hơi vất vả đó nha. Đây rồi.
Satret deny được Electronic Perfecto thì hạ gục đi anh ta. Và round thắng thứ 17 đã thuộc về Na'Vi. Đập tay đập chân, đấm tay đấm chân đi các anh ơi. Vực dậy tinh thần đi các anh ơi. Giờ là phải thắng luôn. Chứ như cái trận thi đấu cát map núc giữa team NIP và cũng là team Big, thì tôi đã nói là khi mà NIP dẫn đến 3 round tôi cũng thấy không an tâm. Và bây giờ Na'Vi phải lên đến 19-16 tôi mới an tâm được, chứ dẫn 18-16 tôi cũng vẫn không an tâm. Chắc chắn là như vậy rồi. Và giờ thì Na'Vi xuất phát ở CT. Và các bạn cũng đã thấy sức mạnh của Na'Vi ở CT rồi nha. Nếu như Na'Vi lên match point trước thì trận đấu kết thúc luôn. Và Simple đang là người bắn cương skill ở khu vực Secret và cầm lại nóc silo. Giờ thì ba thành viên của bên phía team Na'Vi, chính xác là ba thành viên của bên phía team Big, họ đang ép ra rồi. Na'Vi, Simple sẽ xử lý như thế nào đây? Bắt đầu có những tình huống nhòm ngó rồi thì phải. Đúng, vị trí của Simple liệu có bắt được Táp Sen đây không này? Táp Sen muốn đẩy xuống khu vực Secret rồi. Bomix lấy được bằng Tizia nhưng Simple thì chết chay dưới cái họng súng của Táp Sen. Tràn xuống bom sai B và bom sai B bây giờ là vị trí của Flammy. Flammy có lẽ phải đổi ít nhất là hai người trong tình huống này thì mới có cơ hội thắng dành cho Na'Vi được. Tỷ số sẽ là bao nhiêu đây? Simple có lẽ trong tình huống vừa rồi không đập bàn thì hơi phí. Phải cùng chờ đợi các thành viên của bên phía team Na'Vi. Như vậy thì Flammy bắt được Táp Sen rồi. Season đổi một mạng. 3 đấu 3. Vẫn còn hy vọng dành cho các thành viên của bên phía team Big trong round thi đấu này. Liệu có phải là 17-17 hay không đây? Khi mà Santaret đã bắt được cái tên Electronic. Khó dành cho bên phía team Na'Vi vì Season có đất thẳng lưu rồi. Tiếp tục là Kito. 17 đều. Một trận thi đấu rất căng đến từ các thành viên của team Big. Tôi dự đoán là trong round thi đấu sau sẽ có một trong hai team chiến thắng và tỷ số sẽ là 18-17. Đó là điều mà ai cũng biết. Nói vui một chút vậy thôi. Ông kia và cởi trần múa luôn ạ. 17 đều. Và đây là round thi đấu mà Electronic đã bắt đầu được thả xích và bắn thoáng hơn. Matchpoint sẽ dành cho cái tên nào trước đây? Na'Vi, Electronic headshot thì được Santaret rồi. Bây giờ là lối bắn an toàn. Và Flammy đang bị đuổi. Flammy ném lửa lên luôn. Flammy có cái mạng của Tizian. Giờ thì tiếp tục là bên phía team Big. Họ back về cùng bom sai B. Trong bom sai B thì Flammy. Đây rồi là Kito có mạng cơ. 3 đấu 4 khi mà Season yếu máu rồi thì hãy cùng chờ đợi xem các thành viên của bên phía team Na'Vi họ có thể đưa về trận đấu match point hay không. Vâng, với lợi thế hơn người như thế này thì tôi nghĩ là Big sẽ không có cơ hội ở trong round thi đấu này đâu. Bom thì được đặt rồi đấy, nhưng Simple thì vả luôn cái bộ của Táp Sen rất nhanh rồi. Simple có double kill. Và thôi, chắc chắn là Kito 1v4 là không có cơ hội nào cả. Simple lộ vị trí thật đấy, nhưng Kito cũng chỉ đổi được anh ta là nhiều nhất thôi. Electronic spam qua smoke lấy được mạng Kito. Và đây sẽ là round thắng thứ 18 dành cho Na'Vi. Mười tám mười bảy rồi. Và liệu có thể là 19-17 dành cho Na'Vi hay không đây? Đập đấm màn hình. Có vẻ như Big họ cũng đang bắt đầu tâm lý rồi vì họ biết rằng là Na'Vi bắn CT mạnh như thế nào. Đúng vậy. Và từ lúc đổi sang bên phía Seaside bây giờ thì Na'Vi họ đã thắng đó là 2 round thi đấu OT rồi. Và có lẽ nếu như họ duy trì được cái gọi là cái phong độ này thì họ sẽ thắng luôn cái match thi đấu The Nook này và kết thúc loạt bo 3 với tỷ số đó là 2-0. Bắt đầu phải chơi chậm lại đến từ các thành viên ở bên phía team Big. Và xếp hàng 3 người ở khu vực Ram B. Ở trong khu vực Ram B thì vẫn là cái tên Flammy bắn solo thôi. Hãy cùng xem nào.
Có vẻ như là Season một góc đứng mà rất khó để có thể bị pre-fire. Flamme trên người vẫn còn rất nhiều đồ. Đối phương trả smoke, trả lửa. Electronic headshot được Santares rồi. Ba người của bên phía Team Big họ có vào khu vực Rambe hay không đây? Giờ thì Big đang quay ngược trở về với khúc bom xe A. Và Táp Sen cũng đang bắt đầu tiếp cận được với Mini rồi. Trong bom xe A hiện giờ đang có 3 thành viên của bên phía Team Na'Vi. Chiến thắng đang đến rất gần với Na'Vi ở trong map thi đấu thứ hai này. Na'Vi có thể kết thúc trận đấu với tỷ số là 2-0 dành cho team của mình. Hay sẽ là overtime thứ hai. Simple ở trên Heaven và đây là Simple. Táp Sen headshot Simple 3-4 vs 4. Và Perfecto sẽ cường skill của bom dài. Perfecto lắc tầm tốt vào có đầu của Kito. Tiếng tạo ra là rất nhiều. Táp Sen điếu máu rồi. Perfecto đang nhá. Và giờ thì đó là lấy cho được bỏ mạng. Và Perfecto đem về double kill dành cho Na'Vi. Tỷ số là 19-17 dành cho các thành viên Na'Vi. Và họ đã kết thúc loạt bom 3 này với tỷ số đó là 2-0. Phải nói đây là một trận đấu comeback rất quả cảm của thành viên Big, nhưng như vậy có lẽ là chưa đủ khi phải đối mặt với con quái vật đến từ Ukraine. Chính xác là như vậy rồi, và Na'Vi vẫn đem về hy vọng lớn dành cho tất cả những fan hâm mộ của mình. Thay mặt cho anh em xã đoàn Family, xin cảm ơn những sự hỗ trợ của Simple, Perfecto, Flamme, Flamme cũng như là Momix nữa. Perfecto thật sự đã quá bay ở trong lượt thi đấu overtime. Và chiến thắng này xứng đáng dành cho các thành viên của bên phía Team Na'Vi. Cũng may là vừa bắn vừa trông con mà không bị bấm nút reset đến từ Electronic. Như vậy thì các thành viên của bên phía Team Na'Vi đã kết thúc trận thi đấu BO3 với tỷ số là 2-0 trước Big. Một trận thi đấu quá hay đến từ đội hình của bên phía Team Na'Vi. Như vậy thì trận thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảng tầm 30 phút nữa. Vẫn sẽ theo lịch trình thôi. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi một game thi đấu quá hay này của Na'Vi. Một game thi đấu comeback cực kỳ mạnh mẽ. Và mình là Caster Mioper cùng với Caster Tiết Chủ Minh. Và mình sẽ xin phép anh em nghỉ ngơi trong ít giây. Và sẽ gặp lại các bạn ở trận thi đấu diễn ra giữa Ago và X à, xin lỗi các bạn, Ago và OG. Và đây cũng sẽ là một trận thi đấu mà chưa thể đoán trước được điều gì. Vì X và Ago ngày hôm trước bắn tay cũng là rất to nhỉ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít giây.